Chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của Tomato Hường. Trong video này, Hường sẽ chia sẻ về việc xây dựng hệ thống kinh doanh trên Internet một cách tổng quát để chúng ta hình dung và chúng ta có thể chọn một cái để mình bắt đầu đối với việc xây dựng hệ thống kinh doanh trên Internet. Tức là chúng ta hệ thống hóa làm thế nào để tạo ra được dòng thu nhập ngay cả khi mà chúng ta đang đi du lịch, ngay cả khi ngủ, và chúng ta không bị phụ thuộc vào nó, chúng ta không đụng với nó hoặc là đụng rất là ít nhưng mà nó vẫn có thể tạo ra dòng thu nhập cho mình nha. Thì Hường muốn nói đến là việc xây dựng hệ thống kinh doanh, mà trước khi xây dựng hệ thống thì Hường muốn nói về cái yếu tố để chúng ta chọn một cái sản phẩm làm affiliate. Như các bạn đã biết thì đối với công việc làm affiliate marketing thì chúng ta không bị phụ thuộc vào bất kỳ nhà cung cấp nào hoặc là một sản phẩm nào cả, miễn là đáp ứng các tiêu chí của chúng ta thì chúng ta hãy chọn nó, bởi vì mình là thích phong cách sống cũng như là mình sống với phong cách tự do. Thì bây giờ các yếu tố để chọn một sản phẩm. Các yếu tố để chọn một sản phẩm. Thứ nhất đặt lên hàng đầu đó là giá trị. Phải mang lại giá trị thực cho khách hàng. Đặt khách hàng lên giá trị mang đến cho khách hàng lên hàng đầu sẽ giúp cho chúng ta dài lâu với cái lĩnh vực affiliate marketing. Nếu mà chúng ta chọn sản phẩm không đáp ứng được cái yếu tố giá trị cho khách hàng thì chúng ta chỉ có thể làm được một thời gian ngắn thôi. Rồi cái yếu tố thứ hai đó là chính sách hoa hồng của nhà cung cấp. Chính sách hoa hồng tốt sẽ giúp cho chúng ta đỡ tốn sức trong việc quảng bá kinh doanh cũng như là việc mà chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu về thu nhập của mình ha. Và cái tiếp theo đó là về phương pháp traffic phù hợp. Phương pháp traffic phù hợp tức là mình cái sản phẩm này là giá cao hay giá thấp và chúng ta tiếp cận bằng kênh nào nó có phù hợp với nguồn lực mà chúng ta đang có hay không. Việc chọn chính sách hoa hồng và phương pháp traffic phù hợp nó giúp cho chúng ta nhiều thuận lợi hơn trong quá trình quảng bá sản phẩm, dễ tiếp cận với mục tiêu về thu nhập của mình hơn. Đấy là về sản phẩm. Khi mà đã có sản phẩm phù hợp với các yếu tố trên, sau khi tìm ra rồi thì chúng ta bắt đầu quảng bá nó. Thì quảng bá thì để mà chúng ta có thể tự do với việc làm affiliate marketing thì chúng ta sẽ quảng bá bằng có hai hệ thống mà chúng ta có thể chọn. Xây hệ thống ha. Thì trong cái danh sách chia sẻ ngày hôm nay thì Hường sẽ chia làm 4 video để chia sẻ, khá là ngắn, mọi người nhớ là chúng ta xem hết 4 video chia sẻ nha. Đối với xây hệ thống thì chúng ta có hai cách, đó là chúng ta sẽ tự xây hoặc là mượn, gọi là phễu mượn đấy, phễu mượn, phễu tự xây. Đối với phễu tự xây thì Hường sẽ chia sẻ ở video này một chút, và tiếp theo là một video khác chia sẻ kỹ hơn về việc tự xây phễu á. Ưu điểm và nhược điểm của này thì Hường cũng sẽ phân tích luôn cho các bạn dễ lựa chọn. Thì đối với phễu tự xây chia đó thành hai phần. Phễu tự xây thì sẽ có một cái dạng đơn giản và phức tạp hơn một chút. Thì Hường có nói đến việc làm thế nào để bán hàng hoặc là xây những cái phễu ở trong chương trình là affiliate với kênh bán chuyên sâu ha, 90 days up. Thì bây giờ cái phễu đơn giản này nó cũng khá là đơn giản, là chúng ta sẽ chỉ cần có một lượng khách hàng bằng email marketing, bằng chatbot, bằng Facebook vân vân, chúng ta thu một lượng khách hàng và sau đó họ mua hàng của mình rồi, chúng ta lại tiếp tục gửi đến họ những sản phẩm tiếp theo, chúng ta quảng bá những sản phẩm tiếp theo. Ví dụ những cái sản phẩm ở trên Flipkart, ví dụ như là chúng ta có thu bán cho họ, đây là list khách hàng hoặc là list mà chúng ta thu email thôi, thì sau đó thì họ vào cái phễu của mình thì mình sẽ lấy cái sản phẩm ở trên Flipkart mình đưa vào hệ thống email marketing, chatbot, Facebook, YouTube vân vân.
thì đưa vào đây, thì những cái sản phẩm ở trên Clickbank thông thường đưa vào cái này nó chỉ có khoảng cỡ 30 đô, 40 đô, 50 đô, 70 đô, vân vân. Thì đây là những sản phẩm mà chúng ta có thể hình dung là, ví dụ đây là sản phẩm đầu tiên chúng ta bán cho khách hàng là họ mua sản phẩm về bệnh đau đầu, xong mình bán thêm cho họ là sản phẩm về bệnh đau lưng, đau lưng xong rồi chúng ta bán thêm là bệnh mất ngủ, mất ngủ sau đó chúng ta bán thêm là bệnh tiểu đường, bán thêm là giảm cân, vân vân. Đối với những người khách hàng họ mang, họ quan tâm tới sức khỏe, thì cái này khá là đơn giản, chúng ta dễ dàng làm được từ việc xây dựng email marketing chẳng hạn. Đấy là việc xây dựng phễu đơn giản. Nhưng mà chiến thắng cuộc chơi hay không, để mà tiếp cận được cái mục tiêu, hoặc là với cái con số, với cái tham vọng lớn hơn, với cái tiềm lực cao hơn, thì chúng ta cần xây một cái phễu nó phức tạp hơn một chút. Thì trong video Hường, video tiếp theo Hường sẽ chia sẻ về phễu tự xây phức tạp hơn một chút ha.